Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân mến nhé. Buổi chiều hôm nay anh em sẽ chế về các món đồ ăn nha. Hôm nay anh em sẽ chế về con cá hỏa tiễn nha. Con này được 13 cân. Hôm nay anh em sẽ chế biến về các món tổng hợp cá hỏa tiễn. Đây, thưa quý vị khán giả nhé. Con hỏa tiễn này rất to. Đấy, 3 viên gạch hoa nhé. Đang nằm dài 3 viên gạch hoa luôn. Cực to luôn. Hôm nay anh em sẽ chế biến các món cá hỏa tiễn. Đấy, xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Hôm nay sẽ chế biến về món này. Đấy, siêu ngon. Một buổi chiều. Ôi à. Anh em này rỗi, anh em mới bắt đầu mới chế về con này. Còn anh em nuôi để ở bể này rất lâu rồi. Đấy. Chui ngay. To đấy, mười mấy cân. Đây này anh em chế cái món cá hỏa tiễn nhá. Da chả làm gì được, bỏ hết. Cái da này ăn nào được. Nó là sừng. Thiên giòn ăn được. Không ăn được cậu. Cái này là anh em làm các món về cá hỏa tiễn. Đây, con này hơn được hơn chục cân nhá. Nó có ấy đâu. Cái xương nguyên ở cái ngoài đấy chắc phải đến 2 cân rồi. Nó dày như thế cơ mà. Thế là nộm mới nướng hoặc xào thôi. Ba món đấy thôi. Cái xương sống thì này, con hỏa tiễn này nhìn ra nó trắng luôn. Cái thịt nó trắng như thịt lợn, như thịt ba chỉ. Màu sắc. Lần đầu tiên anh em làm món cá hỏa tiễn. Này con này lọc, lọc hơi lâu. Lọc nó lâu. Cá này bà không dai đâu bà ơi. Cá này không dai, không dai. Da của nó tốn bao nhỉ. Đây anh em đang làm đồ vào buổi chiều hôm nay nhé. Bên này là chị em đang hộ món rau luộc rau cải. Bên ngoài này thì bà đang hái hộ rau muống của nhà trồng được nhé. Cần. Cái này là hành gì ấy? Hành khô à? À hành tươi mới đắng. Thế để nộm mấy cái cá này. Trộn với cá. Đây hành đã thái xong rồi, đang ngâm. Đây cá đây. Cá lai xấu. Giờ anh em đi xào xương cá nhé. Cho một bát này. Cho một đảo cho nó thơm lên. Thơm xong anh em cho xương vào đảo. Một lúc nó ngấm ra đi.
cho súp này, cho một tí. Xong mình đảo đều lên cho nó ngấm. Giờ anh em cho thêm một ít nước vào, mình đun hầm. Rồi anh em đi cho cái món cá này là vào vị ấy đi nướng này. Giờ anh em đã kẹp được hai kẹp này, giờ mang đi nướng. Còn ôm con bỏ chợ thôi. Sao lấy xe anh đi về? Đói rồi. Thế về nhà làm gì? Về nhà làm gì? Ở đây ăn cơm thôi. Không bố trí được chiều à? Không bố trí được chưa? Tí xong rồi. Bây giờ này thái để xào cá. Xào nhanh không? Làm gì? Thưa quý vị khán giả nhé, giờ anh em bắt đầu triển khai cho cái cá nướng nhé. Anh em thái từng miếng thôi, như là chả nướng ấy. Giờ anh em cho vỉ nướng như này. Anh em vẫn nướng bằng bếp than hồng nha. Anh em đã bắt đầu dở nha. Cái cá này đã sắp chín rồi này. Cá này nướng này chín nhanh lắm. Ngon nhỉ, mỏng lên. Nên giản. Hỏa tiễn. Đây đấy, xong rồi dở đầu này sang bên kia. Đấy đúng không? Dở dở để cho nó chín. Không. Giờ dở cái chỗ ánh này lắm là để cho nó ra đi. Thế là nó hơi trắng. Đây là gia vị cho món xào lăn nhé. Thì cái này gồm có hành tây này. Đấy. Hành này, củ này, gừng này, tỏi này. Anh em đã có đủ hết gia vị nhé. Rau thơm thì để chuẩn bị rau ngổ, rau mùi, rau tế tô. Anh em dập thêm tỏi để xào này. Mình ra cho gia vị. Còn đây là nồi thịt cá này. Đấy, nhìn cá rất nhiều luôn, nhìn miếng thịt cá quá ngon luôn. Cái này thớ như thịt lợn anh nhỉ. Còn đây là nồi xương cá nhé, nấu với canh chua. Này thì anh em nấu thập cẩm. Trong này thì có cả cái món hành, rồi mướp đắng, đủ cả để anh em nấu.
thế là nướng chỉ ở qua thôi, không là chín quả nó quát cá này lại không ngon nữa, gần như là nướng tái luôn, đủ chín, đủ độ là chín cá là được, thớ như thịt, thớ thịt lợn đấy, thớ thớ thịt lợn nhỉ. Cá già ấy nhìn xem, xeo nướng than hoa này. Cái này sẽ bên này đổi sang bên kia, bên này sắp chín không, bên này nhiệt mạnh hơn, bên này bỏ cái kia sang đây. Món này là món dễ ăn mà nhanh hết nhất đây, còn món xào lăn nữa. Rồi anh em đã xong hoàn thiện cái món cá nướng nha, thưa quý vị giả nhé. Đây xem nào. Đấy, chín rồi. Sôi sục. Đấy. Quá vàng. Đi cầm ra ngoài. Ờ. Đây giờ anh em bắt đầu cho lên đĩa để anh em triển khai dùng bữa tối hôm nay nhé. Mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em. Đấy, hàng rộm. Cầm luôn nha. Ba xong chưa ạ? Anh em bắt đầu cho cá ra đĩa nha. Xong rồi anh em bắt đầu triển khai ra cái đồ để nó dính nha. Có bôi đây, ra thế này cũng ra rồi. Kiếm cái thìa cho nhanh hơn đâu ạ. Ui. Vừa nãy có để lại ít rau cải nào không? Chưa. Để lại ít rau cải quấn này nè. Nhờ. Chấm muối tạt ấy. Cháu ăn được rồi nha. Nhìn miếng thịt cá này quá đỉnh luôn, thưa quý vị giải nhé. Đấy, nhìn nó dai chắc, nhìn nướng lên anh em nướng lên nhìn như thịt lợn luôn, quá ngon. Riềng này ướp riềng mẻ. Bây giờ anh em cho gia vị vào cái nồi canh chua nhé. Xương này xương cá hoặc tiễn nấu với canh chua ăn thơm ngon ngậy. Cái này rau thơm thì anh em cho rau ngổ và lá tía tô nhé. Này có thêm cả rau thơm gai này, nó mùi gai nhé. Nồi canh này quá chất lượng. Là đã xong một nồi canh chua. Giờ anh em bắt đầu xào cái món thịt cá hỏa tiễn xào với hành tây. Đây là nồi canh chua nấu với xương cá hỏa tiễn. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Ui, thơm lắm. Bây giờ anh em bắt đầu có cái món đặc biệt nhá. Đấy. Châu xào rau cần. Châu này là anh em nấu với giấm nhá, mẻ nhá. Thì khai đi ăn đi đâu. Đem ra kia đi. Bây giờ anh em bắt đầu xào cái món cá hỏa tiễn xào lăn. Bây giờ trời mưa rất to luôn nhé. Anh em đang bắt đầu xào. Đấy. Này là gia vị anh em cho thêm ít nước mắm vào để nó dậy mùi nhé, thơm thơm luôn này. Ây, mùi thơm lưng. Yeah. Cái anh em đã cho cái thịt cá vào nhé. Cái này đảo nhanh thôi, anh em thái mỏng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cha con gì mà cắn được ngói. Thì anh bảo một cái lớp to, cái lớp bảo vệ của nó to như thế cơ mà. Cho ba đĩa em ơi. Đấy là anh em đã cho hành tây và rau thơm và nữa là hoàn thiện cái món cá sau là lăn nhé. Đây là cá hoa tiễn sau lăn. Không, đĩa có cái đĩa chưa? Hết à? Ở đây thôi. À thế hai đĩa, cho hai đĩa bé nữa là được. Đã hoàn thiện cái món cá sáu lăn, cá hỏa tiễn. Rồi anh em cho lên đĩa để anh em bắt đầu ngồi nhé. Buổi tối hôm nay thì đúng là trời có mưa nên anh em hơi bất ổn buổi tối này. Đấy. Xin mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Buổi chiều hôm nay anh em làm về món cá hỏa tiễn thì đã làm xong các món. Hôm nay anh em làm 3 món nhé. Thì con cá hỏa tiễn thì thứ nhất đó là món canh chua, xương nấu canh chua, và món cá hỏa tiễn sáu lăn, và món cá nướng đây là nướng chả nhé. Thì còn lại đặc biệt là thêm là có món rau muống nấu với thịt trâu và món thịt luộc. Xin mời toàn thể quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em và toàn thể gia đình. Thôi, sao đây? Có gì nữa anh? À. Cái gì đấy? Nhưng mà lúc ăn thì mất điện, quý vị khán giả nhé. À, có điện luôn. Thế mà kêu ăn. Không phải bàn. Đây thì hơi cậu ơi. Thế, dùng thử món cá này xem nào. Đây là món cá nướng nhé. Đấy. Thế các bạn làm miếng cá cá nướng à? Ừ. Chắc ăn ra nhiều. Thế nào? Cá này dai nhỉ? Cực dai luôn nha, nướng này ăn dai cực. Có đủ hết rồi. Có lấy không? Lăn này ăn ngon này. Được. Ăn được đấy. Ở đây xào lăn đây à? Bên kia có cái muôi, cho xin mượn cái muôi nào thử bắt canh nóng nào. Lấy muôi nào? Cứ lấy bên kia đi, mượn tạm bên đấy. Ăn đây. Chưa uống rượu anh? Hả? Từ nãy giờ chưa uống rượu à? Đâu? Cứ ăn nè. Ăn cá đâu? Mùa đá nó vào cái máy này chả bóng bột luôn. Thế ở đây đang thử ăn gì không này. Đây đây rồi, sau ông ấy. Sau ông. Múc thử, múc ăn luôn. Cái món này nó phải nóng anh ạ, không tí nữa là nó chua. À quên, nó tanh.
thử đã. Cậu làm gì không? Làm tí anh nhỉ? Thử xem. Bác cũng làm nhớ bác. Ây à, ăn không được đâu, ngọt lắm. Cái xương ấy, cái nước nó ăn được chưa ạ? Cái này mà tôi bún rồi nhỉ. Xin chào mời toàn thể quý vị khán giả nhé. Giờ em chúng ta tạm dừng video đây, hẹn quý vị khán giả tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Hôm nay thì chúng ta nó đang mưa, chấm tết thì em chúng ta tạm dừng video ở đây ạ. Anh là có điện thoại thì các ông có điện thoại thôi, tao ra một tận tay mình.